chào các bạn nha. Nay hai anh em mình sẽ đi lên núi, mình khám phá núi các bạn. Đây, tụi mình có một cái ngọn núi đang khám phá núi rừng mà xe hết xăng không dám lên nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ hoành lên lại và rủ anh em trên Bà Rịa nha. Tên chùa là chùa Hang Mai. Đó, giờ mấy anh em mình đi nha. Các bạn theo chân mình nha, mình sẽ quay cảnh ở đó cho các bạn coi nha. Rồi, let's go. Vô đó sang nha các bạn. Vậy vô đó sang chứ tính gì tính. Chim sao bản thân ngập trong mùi ly rượu, em chỉ mong được thi thả yết bản thân còn mãi lủng lờ. Quanh quanh chẳng nhớ vì sao nơi góc tủ xem dòng tương người để lại sao chẳng như người nghĩ suy. Cho dù đêm ngày hay là đêm thì cũng thế thôi. Rồi, cứ thôi tiếp tục đoạn đường thôi. Hôm nay mình đi mình rất thanh luôn vậy. Chị màu. Rồi mình đi lên Hang Mai các bạn. Bây giờ tụi mình đi tới lên đưa lên Hang Mai các bạn, lên chùa Hang Mai nhớ cho nó. Xăng chưa? Đổ xăng chưa em? Đổ xăng chưa?
được không? Đó là chuỗi các bạn. Giờ mình đi xuống đoạn này. Đây là cái đường đi xuống chùa Hang Mai nha các bạn. Chùa Hang Mai. Đây, giờ các bạn đi theo mình nha. Đây. Đó, giờ hàng kia biết đường nên giờ mình cho đi trước cái con đường. Để các bạn đi theo mình nha. This is
cái nào? À ờ. Thấy thấy. Nó đứng dậy đi mà. Đâu? Đi lên nó về không được luôn, cho đi xuống được đó mày luôn. Xuống dốc này nó về không được luôn á. Ờ, bỏ nó về là phải ngồi đi bộ lên luôn.
Lót luôn mà.